Hai Giang chào mọi người nha. Hôm nay thì có một người anh là mua đem về bếp là 1 kg thịt nai nha mọi người. Đây nè, đó, thịt nai tươi nha. Sẵn có dịp thì Giang sẽ hướng dẫn cho mọi người làm món xào lăn luôn. Ở đây Giang có một khúc dừa lon nha mọi người. Đây là phần lá ghim, cà rốt nè, sả nè, nấm mèo hay gọi mộc nhĩ, còn đây hành tây. Đó, bây giờ bắt đầu Giang thực hiện luôn. Đây đây. Đang nấu trực tiếp luôn cho mọi người xem nha. Đây Giang hướng dẫn luôn nha mọi người. Đây Giang tiêm ít tỏi nè. Cho em quay sát sát là khán giả là nhìn sao. Xong rồi cho xả vô luôn nha mọi người. Mình phi tỏi với xả lên trước nha. Phi lên cho nó vàng. Bắt đầu giờ Giang sẽ nêm nếm nha. Đây là cà ri, bỏ vào trong cái chai này bảo quản cho nó dễ. Mọi người cho Giang là đồ ít thôi, cho tạo màu. Sắp xuôi thì Giang sẽ bỏ cái thằng nai nha mọi người. Cắt miếng này nhỏ nhỏ vừa ăn tại cái da nó dai lắm. Xào lên cho nó săn nha. Thì cái video này là cũng 11 giờ đêm rồi mọi người. Có thằng em nó rảnh là Giang nhờ nó quay giùm á, nên là chất lượng âm thanh với video nó hơi rung lung lắc á, mọi người xem cũng thông cảm giúp Giang nha. Nó săn lại vậy, bắt đầu Giang thấy nêm nếm mọi người. Ở đây nè, từ sáng này nêm nếm nè. Nhìn cho Giang tầm độ 2 muỗng rồi mọi người. Hai muỗng tương. Qua đây gia vị bên đây. Đường 2 muỗng nha mọi người. Bột ngọt thì nửa muỗng thôi. Ok chưa? Xong giờ Giang sẽ cho nửa lon cốt dừa vô nha. Rồi đảo lên không rồi. Đó là Giang cho hai muỗng mà nước màu đều nha mọi người. Đó, cho nó lên màu. Xong rồi Giang sẽ cho vô đây là 3 bát nước nha mọi người. Cái món này một là mình ăn bún, hai là mình ăn với bánh mì. Qua đây thì Giang sẽ cho cái thằng cà rốt này vô trước, tại cà rốt nó lâu chín đó. Cái món này mình nướng sôi lên là được nha, mình không cần phải là để cho nó chín đâu, tại mình ăn mình còn phải đốt bếp cồn nữa nha mọi người, bếp cồn một bếp ga nha. Và bây giờ mình nấu xo nó sôi lên vậy nha mọi người. Đó, xong xuôi thì Giang sẽ cho hết cái thằng lấy ăn lấy kho mộc nhĩ với thằng hành tây cho vào luôn. Đảo lên cho nó đều được. Cái này là Giang nấu tầm độ 10 người ăn nhé mọi người. Giang sẽ cho hết cái lon cốt dừa này vô đây luôn cho nó béo. Anh chị nào thích ăn béo thì mình cho nhiều, mình thích ăn béo thì mình cho phần nữa thôi. Rồi, cái này mình ăn bánh mì với bún nha mọi người. Xong rồi Giang sẽ cho cái thằng rau nêm vô là ngò gai hoặc ngò ôm gì cũng được. Ok chưa? Như mọi người nêm nếm cho nó vừa ăn là được nha. Bây giờ Giang sẽ múc ra cái nồi này.
Miếng này nó vừa tới luôn, nếu mình xào lâu quá nó bị dai giống rồi. Mọi người coi chứ nhiều lắm, múc ra một nồi luôn. Làm. Bây giờ Giang sẽ cho cái đậu phộng vô đây luôn, đậu phộng này, đậu phộng lên. Này một hồi nó đốt lên ăn là 10 người ăn. Rồi Giang cảm ơn mọi người đã xem hết video Giang nha. Nếu thích video thì cho Giang xin một đăng ký kênh, một like với mọi người.